vậy ta? Đậu đi sang chỗ vậy? Hả? Đi con má. Trời cái đậu, cái gì mà nhiều vậy? Xin chào tất cả các bạn nha. Thì bao nhiêu ngày nghỉ Tết thì hôm nay là ngày đầu tiên anh em mình đi làm trở lại nha bạn. Trời ơi. Rồi thì đầu tiên năm mới cũng xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, công việc được thuận lợi nha. Thì hôm nay là ngày đầu tiên vô các bạn, chứ mình sẽ làm một màn chào săn nha các bạn. Trời ơi, một màn chào săn thật là hấp dẫn nha bạn. Hôm nay mình sẽ biến ông lùng thành đại gia nha bạn. Trời ơi, phản ứng của mấy ông như thế nào nha bạn khi mà ông lùng sau một cái Tết ông lùng sẽ thành đại gia đeo vàng tùm lum nha bạn. Trời ơi. Thì mình sẽ đi mượn vàng của mẹ mình nha bạn, để mình cho ông lùng đeo, để cho mấy ông tin nha bạn. Với lại mình mua hết vàng giả để mình đeo cho ông lùng nữa, để cho mấy ông bất ngờ cho bạn coi phản ứng của mấy ông như thế nào khi mà thấy ông lùng sau một cái Tết biến thành đại gia nha bạn. Ghê. Bây giờ mình sẽ chạy ra nhà ông lùng để mà hợp tác với ông lùng nha bạn. Bây giờ còn sớm lắm, bây giờ ông lùng chưa đi đâu. Bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài nhà ông lùng cái, nhưng mà trước tiên mình đi mượn chữ vàng của mẹ mình cái nha bạn. Bạn đi. Dạ bạn nha. Thôi ăn Tết vui vẻ không? Vui vẻ mà. Ăn Tết lớn không? Nói chung ở nhà không bạn. Có còn cái rồi đi đâu vậy? Có còn cái không đi đâu vậy? Ở nhà chơi vợ nè. Tự nhiên bữa nay là chơi chơi. Hôm nay tôi rủ ông hợp tác với ông Tròn nữa mấy ông. Chơi mấy ông. Chơi gì nữa? Trời ơi. Tròn như thế này nè. Ông nói ví dụ bây giờ nè. Ông ăn Tết. Ông vô được dài vô ông trúng mảnh, ông giàu lên ông thành đại gia. Ôi tôi có đây, tôi có mượn vàng nãy, tôi mượn vàng của mẹ tôi với chị tôi nè. Đâu quá. Thôi này tôi sẽ cho ông đeo vàng bít người luôn. Vô chổng, vô chổng khè không. Trời ơi nói hôm nay là tôi thành đại gia rồi. Để mình vô mình thử lòng coi mấy ổng, coi mấy ổng phải ứng như thế nào. Vậy đó hả? Đúng rồi. Trời, nhưng mà như đây chưa đủ nha. Như đây chưa đủ, mình phải đi mua thêm vàng giả nữa. Bữa nay tao được làm đại gia mà. Đúng rồi. Hôm nay làm đại gia phách láo nha. Ok. Ôi, hôm nay ra bụng khoe đồ vô. Bây giờ giờ tôi không đi mua vàng thêm chạy ống. Đức liền. Đức liền. Bữa nay tao làm đại gia mà tao phải đổ lên mới được. Đi. Ok bạn nha. Bây giờ mình đặt xong máy quay nha bạn. Mình cũng mới đi mua vàng trong lùng xong rồi. Trời. Mình mua vàng trong lùng một đống luôn. Ôi ông lùng đeo ha, còn vàng đỏ tay luôn. Hồi mấy ổng vô mấy ổng bắt người cho coi. Mình cũng đưa trong lùng sẵn vài chục triệu nha bạn. Tiền nó tiền của con tay các bạn, chứ phải tiền mình nha. Mình không có giàu đến nỗi mà có mấy chục triệu nha bạn. Mình đưa sẵn trong lùng để mà hồi ông lùng có cái để khoe nha bạn. Trời, chứ có vàng không mà khoe vàng không mà ai tin. Đưa tiền cho ông để khoe nhau, khoe thêm nha bạn. Đó, bây giờ mình đã kêu ông lùng đợi sẵn ở quán cà phê nào đó rồi nha bạn. Khi nào mà mấy ổng rồi đầy đủ á, mình sẽ nhá máy cho ổng để mà ổng chạy vô nha bạn. Trời ơi các bạn, đợi mình một xíu nha, đợi mấy ổng gà đầy đủ nha bạn. Hôm nay còn phản ứng của mấy ổng như thế nào nha, nhớ like nha bạn. Bánh tét gì trời? Tết là phải happy new year, chill new year chứ. Đúng, Tết vô cái tươi tắn dữ trời, đã quất cái đầu đá ra. Đẹp trai không? Trời ơi, đẹp trai. Đẹp. Happy New Year. Không có chi, anh em ăn Tết sao lại? Có lý không? Ông nhìn cái đầu tôi biết à? Đầu mình cũng nguyên lắm chứ nói gì trời, chưa hối luôn mà sợ gì? Tôi chưa hết tóc nữa. Đủ, họ mình thấy đầu ó nó gì quá. Qua ăn Tết xong anh. Cái đầu tôi đâu biết rồi. Rồi biết bén không? Không? Bén. Sao có mùi sưng không? Vậy mùi sưng đó, sưng đến, sưng đến rồi luôn á. Ủa đây còn chưa? Hơi bị đá luôn á. Hai ông nội nó muốn ăn Tết này, chị này chưa thấy vui chứ. Tính ăn Tết nữa hay gì. Ủa tính ăn thêm cái Tết mùng 5 tháng 5 nữa, vậy trời đậu không có điện không hả. Tới mùng 5 tháng 5 lên ăn bánh xèo. Mày tính ra tao ăn Tết mà không có gì ngon mà cái bụng tao chân đầy đậu phộng to nhẹ hả. Không, tao biết à. Ngay mà. Ông nói ông xuống ký, tôi nói ông lên ký. Lên chứ xuống thẹn à, tôi nói xuống thì thôi chứ trong đầu tôi là cứ ảo tưởng cho xuống thôi chứ không có lại xuống nói. Ăn xong rồi nằm đi cái bụng thứ này chứ nói. Nhìn là biết lên xiền. Thank you.
Đó đó. Đó đó, tới tới rồi, tới rồi. Không, Lý Si. Lý Si. Lý cái đậu khổng này con đi đi. Lý Si đi. Có bao mày Lý Si lại có đậu khổng. Ờ, không biết câu đó. Hỏi ông hỏi đó, ông tới đó có sao sửa vậy không? Sửa à? Sao ông nội tôi chứ xanh. Dạ, dạ, quay phim rồi. Dạ, quay phim. Tôi chưa có sao sửa hả? 100 ngàn đó trời. Dám chơi toa đi 100 ngàn. Trời ơi, ông dở rồi. Dám chơi toa đi 100 ngàn nó cười á, không động. 100 ngàn bữa ông nội. Ồ, giá con hồng luôn có được 100 ngàn đó. Trời. Nghĩ sao mà tết nhất là chơi lô tô 200 ngàn. Dạ, lớn chứ à. Lớn từ mấy mùng tới ông nội. Ờ, tao tao mà đậu ông chắc đi chơi với mấy thằng hết 2-3 tuổi, 3 ông tuổi. Hơi nhiều. 200 ngàn vậy. 200 ngàn hơi nhiều luôn rồi đó. Ê, đậu ông đừng nói tao là vụ nó cao 100 ngàn này. Ừ, ừ. Người lớn là em đúng nha. Người lớn là hoàng. Người lớn là trẻ, người lớn ai mà chơi chỗ xíu trời. Người tội nhiêu mấy nít vàng được 100 ngàn. Sửa vô. Có xin rửa vậy không? Ê, cái gì vậy đây? Oh, hello anh em. Cái gì đây vậy? Cái gì đây vậy? Cái gì đây? Oh my god. Wow. Cái gì đây vậy? Cái gì đây? Ủa, sao chó vậy? Hả? Đi không hả? Ủa, cái gì vậy? Đi ra. Trời ông sao anh em ăn tính sao rồi? Ông bán lùng không? Tao với anh. Trời ơi trời. Ông sao? Có thể nói lùng. Anh lùng quá anh lùng. Là gì á? 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 Tôi nói cho ông em chưa giữ đi. Xin lỗi ông à. Mặt tôi đeo vàng giả hả? Vàng nói gì? Gì nữa? Vàng đó hả? Cái này cái gì? Cái không trời ơi, cái gì lớn gì mà chúng dưới chạy. Ủa là trời. Tóc luôn. Cái gì với đâu? Cái gì với gì? Chịu à. Ủa đất cái đâu? Ủa ăn có 100 ngàn à? Không ăn. Chạy cái chị này 2 cộng. Vậy nữa 2 cộng mới chịu à. Cộng này của vợ tôi. Mà nói về quê rồi, tôi đeo luôn đặng. Ủa vợ quê đó. Ê, tao nói cho mày nghe một chuyện nè. Tao cũng có thằng bạn tới lần nào nó cũng đeo vàng đổi cho mày hết trơn. Bây giờ đậu xị nó tới bây giờ nó trốn nợ chi gì vậy? Đậu xị nó không có đâu. Ê, bà đậu ăn xong tôi nghỉ chơi rồi. Ủa, đậu đeo gì vậy đậu ra trời. Tới gì nữa không? Ấy, tới gì nữa không? Ông không có mặt luôn nè. Ông không có mặt luôn nè. Tôi gỡ cho ông coi luôn chứ ông ở đâu ông giỡn với tôi trời. Sao trời? Đúng rồi, đúng rồi luôn. Trời ơi, tôi đi nhà có tiền cái đèn giả hả cha? Có mã nè, có tôn cửa hàng nữa nè. Trời ơi trời. Đốt, ủa đốt rồi à? Đốt thử vàng. Đó là vàng thiệt, thử sống nhẹ lửa đó. Không sao đâu. Đâu? Thì mẹ ơi, đậu không có mọc kìa mẹ ơi. Không, mẹ nó to đốt luôn đó. Ông giỡn tôi nè. Màu xanh đều khổ không biết đâu. Này kim kim gì nè. Nói chung, có 70 tuổi nha fan. Gì? Có 70 tuổi nha fan. Vàng miễn vàng thiệt tôi chứ không có. Dạ, 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 đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Con béo mà mày nếu mà tái được tới chưa. Này, nó mà chảy cái là vàng giả ra màu rửa, nó chảy nó tái là vàng giả nha. Tái hả? Trời ơi, không lẽ không lẽ tôi mà đi đeo vàng giả sao? Tôi có tiền, tôi đeo vàng thiệt. Ây da. Ây da. Ây da. Không không không. Ông cô quá hả? Nhưng mà anh em nói cho nghe nè. Ôi trời thì cũng đó. Tôi nghèo khổ quá anh em cũng mang tôi. Không vợ phải không? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ á tôi có tiền rồi, tôi đi giả rồi. Tôi đang đi chạy. Tôi nói hết rồi. Nhà có không đi chạy. Ừ tôi nói bây giờ sao? Tôi dẫn anh em đi sắm người 5 phân 2 chỉ. Ôi trời ơi. Anh em tôi nghèo khổ anh em cũng mang tôi. Giờ tôi có tiền rồi. Đâu chăng nghèo khổ cũng mang.
trăm cái rồi, bộ Tết dìm chơi lắm sao mà thằng nặng vậy? Trời ơi, nói chung thì có nhiều thì cứ xả láng đi, sáng gì sớm. Ui, mày nhờ bà đâu? Tao nói mày nó. Cũng mẹ lớn. Vua cà bạc. Ui, trời ơi, tôi có. Ông đưa cho ông 1 triệu, 3 triệu, lấy lại 5 triệu. Lỡ chơi nữa là chết luôn. Nào là anh em tao mua là để dành kỷ niệm, là kỷ niệm không được bán nha. Đậu thị mày tôi. 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 Kỷ niệm như vậy mình giàu có nào cũng không phải có ngày đẹp chứ. Đúng rồi. Anh làm muốn nước cái nó không có ngày đẹp. Làm muốn nước chịu nổi cho mấy vàng có nhiêu tiền tụi ta. Mấy vàng có mấy à? Ông sắm cho mấy ông là từ giá 5 phân đến chỉ, thì ông thích chiếc nào lấy chiếc đó. 1 chỉ bây giờ là 18 thì nó cỡ 45 triệu gì đó. Được cộng luôn. 15 phân. 2 phân có chỉ có 2 triệu mấy đây. 2 triệu mấy. Nhiều vậy tụi ta. Tình nghĩa. Có được rồi. Người mà người hai mấy. Hai nhiều lắm. Cái đó là anh em là tôi kỷ niệm với nhau. Ông có chỉ đúng không? Bây giờ mày chỉ là chỉ nhẵn đấy rồi. Cái này là tôi sắm anh dí luôn vậy, kẹo như trong góc anh dí luôn. Đâu ông? Mày mẹ quá. Để đồng cộng lại. Lại lại đi nè. Cũng đi nghe tay hả? Đụ vậy? Đi vô thay đồ đi. Tôi mua cá ông 5 triệu. Trời ơi, anh biết luôn vậy. Mua cá ông 5 triệu. Không, không, lấy hình. Tôi đi đâu thiệt ra quay đôi thiệt ra giỡn mà tôi đánh tới giờ tôi không có nói chơi anh em tôi nói thiệt mà đó đó tôi nói thiệt đó đủ không là thiệt luôn hả thiệt tao muốn chơi mày rồi là tôi sung sướng nha anh đủ mà tôi không chỉ là mua gì ta nay mua vàng gì tôi khoe mẹ tôi mất rồi mấy chục á ở bụng giữa cha mặn chạy lại đi vô đây rồi khỏi này thằng mấy tay là 5 triệu rồi. Ờ nội mua lấy hên cho mình mà. Tôi cho vàng là tôi tặng vàng. Vàng tao không đeo. Đâu tiền hay chưa đeo vàng đâu. Đó tao mua tôi tặng cho anh em làm kỷ niệm. Mày tao đeo vàng hết không? Tôi cũng không hết đeo vàng đâu mà. Mày bán sao mày đeo vàng không? Không đó tôi đeo. Tôi không phải đeo mà đầu năm mua vàng hên nó không nội. Đeo không? Đầu năm mua vàng, cuối năm mua muối đâu nội. Cô mua muối đâu nội. Đầu năm mua vàng. Cuối năm mua thật là nhiều vàng. Ông năm mua vàng. Ông có muốn vàng nghĩ không? Tôi làm nghệ sĩ cho. Tôi mua muối chân luôn á bà. Ừ. Ông cần nghệ sĩ không? Tôi làm nghệ sĩ cho. Ông không nói chuyện từ tiên đầu năm mua vàng, cuối năm mua muối. Đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng. Đầu năm mua vàng, cuối năm mua muối. Là trói luôn á. Mày có nghe bài hát không? Lao đi bán muối bỏ lại. Như vậy ông có tiền không cho tôi mua vàng cho hết cho ông coi. Ở đầu năm mua vàng, cuối năm mua muối. Ông chờ nó cho mày ông đây. Ông vô thay đồ rồi, thấy không? Không quay lại tôi nha. Không quay lại tôi nha. Từ anh em là từ giá 1 chỉ cho xuống anh em muốn lựa chiếc nào lựa. Một chỉ mất được không? Ê, cái này đó nè. Ê, một chỉ hai. Bộ đàn em đồ hộ cuối thấy cái này nè. Cái này có nhiêu? Cái gì? Đại ca em muốn hiểu anh. Nói gì? Cái này có nhiêu? Cái này có nhiêu? Ồ luôn, cái này hả? Nhiêu luôn. Nhiêu hả? Đấu để lại. Đặt tính 7 triệu. Phải là nhiều à. Trời, chứ nhiều, nó nhiều quá, đi vô thay đồ, anh em đi luôn, mua luôn. Đại ca, em muốn heo anh, em luôn nha, đại ca. Lì xì luôn ăn cho mấy ông. Lì xì, tao đấu đi. Tôi lì xì vàng à. Chị nội, tao đeo vàng lì xì vàng hết em. Dạ luôn. Vui xinh thôi. Có vốn rồi, mình lo làm ăn. Ai ai ai, cua rồi. Ôi, xin cua, cua đó. Ông nhớ lùn tô không? Ông chắc luôn á. 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 Ông chắc luôn á.
đi đó cho mày nghe, mày đang hên nhịn mày đó chứ không phải sợ mày đâu, mày gót mày đau đầu hổng nhịn thôi đó. Thôi đi vô, mày đi đâu cho ngay đầu đi, dẫn đi mua vàng với tao trời. Mày không mày không anh chúng dương không lẽ mày cười vậy, mày cứng cái nào nói đâu đó rồi bỏ vàng thế cho em là nó chạy tao luôn anh. Có lì xì lớn nhưng mà chỉ một chỉ tôi xuống thôi nha. Có lì xì lớn đầu ơi, không có gì đâu, chuyện này bố hay 18 rồi biết cái gì, bố 18 tám đâu mà hai bốn em nãy ơi, tám chắc có 4 triệu 4 triệu mua lỗ đồng hai bốn ba không lỗ, mày phải tặng cho ta lỡ ta kẹt cái bán chậu có lỗ lỗ ừ mà chưa có lỗ đừng suy nghĩ nè, đủ sao tiền hết trơn suy nghĩ thèm không một hai tỏi cho mình mà suy nghĩ. Ông mới nói là hồi trước anh em đùng bọc bây giờ bao nhiêu đâu rồi đang muốn từ cuối đầu đeo đùng 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 anh lùng mãi đó đứng anh một đùng mãi đến chỉ ừ một chỉ cho chú nha, nếu mà hơn một chỉ là bùn đó nha, chỉ bốn nào nói dưới rõ ràng chỉ bốn được không, chỉ bốn thì ông bù vô cái mốt đó bốn chỉ có cái mốt này không lẽ giờ mày lịch sử tao chỉ được có cái mốt mà không có đó đó nói là anh em từ một còn đợi như ra mày gặp chiếc chẳng chỉ mốt rồi không mù vô trời ơi trời chị nó mù trời ơi 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 mày lỡ chúng bánh rồi ừ. Bây giờ mày lì xì chứ lắc một đen đi thằng chạy nó tặng nhau cái củi muốn chạy rồi rồi chỉ mốt chi nếu như tao mà thắng đậm nhầy tao lì xì anh em hỏi còn chạy như tôi tao cái đây chỉ đó rồi chỉ vàng nó ra ngoài chỉ vậy chạy nhưng mà thì ví dụ như mà trong chỉ mốt tôi cho cái phần đó thêm luôn lấy chị hai đấu không đâu rồi không ai cái đó mày nghe lại gì chúng không hết thì người ta làm trắng nữa chị hai sao không có đâu tụi bao ngày kiếm chạy rồi chị hai sao chị hai sao chị hai ông luôn chị hai chịu mà lỡ ra chị ba mày nói mà nói này người ta thì người ta làm chỉ đúng còn người ta làm sao có vàng đeo ông nói họ có đi mua luôn không nội bây giờ ông đi ông đi ông nhà đi 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 chị hai luôn. Rồi chốt giá là một chị hai chị xuống nha. Không phải gì tại vì chị là nhục sạch. Đâu không? Đâu? Đi đi đi. Ông lấy chị ba hả? Mắt chị ông đi đủ. Bỏ chị ba luôn hả? Đi ngồi tôi ngồi tốt ngày hôm kìa kìa hôm. Không mà đi xì dạo. Đâu em nhờ chúng bánh thì. Tôi tôn tao mà cái tay tôi mà đeo nhẫn nó đẹp thứ gì chưa nói nè. Tôi tôn. Cậu. Đủ cái ai ở tôi mày nó tôn 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 lớn hả? Đây chạy. Có nhiều là anh em cho áo. Có luôn. Có hết rồi.